Hello mọi người, hơn chừng đến cái dãy phòng trọ mà tí mướn á hồi nãy. Rồi. Tí ơi. Hello. Đi có mình à? Tắt cái máy đi. Đang có gì ạ? Con có phận công dân. Con biết quen bị lính rồi đó. Ủa ngày xưa có đi bộ đội hay gì? Có chứ, đó là chuyện sự của bộ. Ủa ghê ta. Đi bộ mấy năm? Đi năm nào? Đi 2001. 2001 hả? Tới 2003 về hả? Đúng rồi. Đi bộ binh hay là đi cái gì? Chuyện sống sự mà. Là bộ binh đúng rồi. Đóng ở đâu? Đóng ở dưới 38 Lý Tự Trọng nè. Ồ. Nay cập nhật tình hình sức khỏe của anh Tý cho mọi người nghe. Để anh Tý cũng đi khám về. Ảnh gan thì cũng ổn ổn rồi. Gan cũng bắt đầu nhẹ rồi. Ảnh bị cường giáp thì ở trên mạng ta nói cường giáp mà uống thuốc đầy đủ thì còn không phải lo. Đúng rồi, cường giáp em bác sĩ nói là uống bình thường không có gì đâu. 12 tới 18 tháng. 12 đến 18 tháng hả? Uống thuốc đầy đủ là không có sợ không? Đúng rồi. Ăn uống gì chưa? Thấy có bịch cơm đó vậy? Ăn rồi. Ăn mỗi bữa giờ rồi. Ăn gì? Cơm với hộp vịt. À, có thịt kho vịt á. À. Không dài uống thuốc vô thấy khỏe là chưa? Thấy cũng đỡ đỡ. Cũng còn hơi mệt chút thôi. Thấy thở nó hơi mệt á. Có đi khám phổi là không? Không đâu, bị phổi là bị xét nghiệm có bị cường giáp không ạ? Cường giáp. Thôi sau những cái clip mà tặng tiền á thì cũng cố gắng để dành tiền đi làm mớ vốn làm ăn sửa xe rồi lại hay là sắm xe rồi lại cho nó ngon. Tại tí đi chiếc xe Noble á mọi người. Hào xăng. Cũng hào xăng mà xe đó chạy cũng không ngon. Dành mỗi chắc 2-3 bữa chắc chạy xe lại. Có khỏe mình chạy từ từ thôi cho nó quen rồi. Ừ. Làm quen từ từ mới đầu mình làm ít thôi. Không cần phải nhiều. Phòng tí nóng ngập ghê nha. Em đâu dám mở quạt, sợ nó ồ nè. Ồ trong video nó hơi kệ nóng tí xíu đi. Quay xong cái này nè, thấy không, con trai nha. Cứ vợ đi là vừa. Nhà Hưng Trần cũng vậy á mọi người. Có con không à. Nó bày ra. Rồi nó tự dọn, ở sạch, ở dơ thì phải chịu thôi. Giờ biết sao vậy. Hưng Trần đi suốt rồi. Phải con gái vô nó mới sạch sẽ được. Nhà phải có phụ nữ mà trước tiên là nếu mà muốn phụ nữ á, là phải phong độ. Cái hai nữa là cũng phải có ít lúa trong người. Dắt em đi uống nước rồi cũng phải đi ra lăng trả tiền. Phải chi trước mới có sao. Gọi là đầu tư đúng không? Đúng thì chứ đâu ra là có phải này nọ người ta thấy cái tình cảm đó. Thấy khỏe khỏe đi làm lại từ từ đi. Đúng rồi. Uống thuốc ăn men tái khám nào đàng hoàng. Tại vì cường giáp ở trên mạng nó nói là uống thuốc đầy đủ thì không phải lo. Đúng rồi. Thì hôm nay lại thăm tí cập nhật tình hình cho mình xem. Với lại hôm nay cũng có một chị quen Hưng Trần Việt Kiều tài trợ số tiền lớn cho tí để tí trị bệnh rồi xong rồi có động lực trong cuộc sống cũng như là giúp cho tí để tí hòa nhập lại cho nó mau chứ không thôi ở trong phòng một tháng mấy không ra ngoài á thì nó cũng là xanh xao rồi đó. Tù túng cuộc sống nó đâm ra bế tắc không dài có tiền thấy lúc mà mấy mạnh thường quân tặng rồi đó thấy có thấy sao thấy vui tơi lên chút nó không có lo nghĩ nữa chứ lúc chưa có tiền nhà tiền ăn tiền đúng thứ thừng đâu có đi đâu được. Không có tiền ở nhà thôi chú. Mì gói. Cơm với trứng. Trời lúc Hưng Trần quay lên là tí cũng có động lực lại. Cũng nhờ anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ. Bởi vì không biết nói lời nào với anh chị Mạnh Thường Quân. Giống như là xây cứu một mạng người xây bảy kiến chùa đó. Cứu em vài pha, một hai pha rồi. Rồi tí cũng sống lại rồi. Thì hôm nay Hưng Trần trao số tiền cũng hơi lớn với tí. Mai sau mấy đợt á. Thì đây là cái chị quen Hưng Trần Việt Kiều. Chị không có nói tên. Trao tiền cho tí là 9 triệu.
là 18 tờ á, tí đếm mày tí. Ok, đủ ha. Rồi tí nói vài lời đi. Em chúc cho cảm ơn chị đã cho em 9 triệu. Chị Việt Kiều chúc tên giúp em 9 triệu có động lực để em chạy xe để có số tiền hay phòng hờ đó. Ví dụ mà có gì cũng có tiền xây xả được thì em nhận 9 triệu từ anh Hân Trần. Thì em cảm ơn chị Việt Kiều rất nhiều. Chúc chị gặp được sức khỏe, luôn luôn mạnh khỏe, sức khỏe được nhiều. Gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, ấm no được em. Cảm ơn chị nhiều. À, mọi người ơi, cũng nói là thêm là Hân Trần cảm ơn cái chị quen Việt Kiều giấu tên lắm. Chỉ gửi về tới 700 đô đó, tặng gì ở dưới cầu thang, rồi tặng Hân Trần, rồi tặng anh Tý nữa. Để có động lực. Riêng Hân Trần là Hân Trần cảm ơn nhiều nhất luôn. Thì số tiền này thì cũng hy vọng là làm tiền cái đi cho Tý. Trên con đường mưu sinh với lại chống bệnh tật để Tí có động lực rồi Tí sinh sống rồi Tí có niềm vui. Có tiền tái khám cũng đỡ nữa. Sao không đi đúng tuyến bảo hiểm đi? Kỳ rồi, này em đi đó, đúng 7A đó, đúng 7A luôn. Hôm bữa khám ngoài giờ mà. Cũng trong 7A. Anh hiểu không? Cái anh bốc số là 100 mấy thì tiền khám trong 7A là 110 mấy ngàn. Nhưng mà mình bỏ thêm 110 mấy ngàn nữa là mình khỏi đợi, hiểu không? Là cũng như là giống như mình mua số hả? Thấy không? Bệnh viện giờ nó vậy á. Ở đâu cũng vậy hết á. Anh đợi thì anh đợi, không đợi thôi, không ai ép. Nhưng vẫn tính bảo hiểm đàng hoàng hết luôn. Thuốc men ra bảo hiểm hết luôn. Chứ đâu có... Bệnh viện giờ đó ghê không? Bốc số nó cũng ăn tiền như vậy đó. Nó bán cái số lại hả? Ở đâu mà cũng vậy. Không, mình đợi mốc mùa lại thủy, đợi tới trưa tới chiều luôn. Trời, tình hồi 7 giờ lên người ta hàng mấy rồi, anh hiểu rồi. Biết đông cái nào rồi. Ý là bệnh viện 7A là cũng là bệnh viện, không phải là tiếng 1 đó nha. Nó cũng đúng là tiếng 2, 3 rồi. Tiếng mà đông lắm á. Không, 7A tiếng 1 anh. Tiếng 1 là gì? Sài Gòn mình có mấy tiếng như Bưng Bú nè, Chợ Rẫy nè là... 15, 7A. Mấy cái vụ trung tâm. Tiếng 2, tiếng 3 là quận. Anh hiểu không? Tiếng 1 là trung tâm. 7A là trung tâm. 7A thì cũng chưa đâu. Thôi cả nó mấy sao nó khám cho mình ổn cũng được. Rồi có tiền là nói tí cố gắng là phấn đấu trong cuộc sống đi. Anh chị là giúp đỡ là có nghĩa là gửi gắm là hy vọng là tí cuộc sống nó tốt hơn với lại hy vọng là tí chống được bệnh tật rồi cũng hy vọng là tí lấy vợ để có cuộc sống người ta nói an cư mới lạc nghiệp phấn đấu rồi sau này tùm lum la phải phấn đấu lên chứ cuộc sống là phấn đấu còn không mà dậm chân ra chỗ hay ngồi trong phòng hoài là chết luôn phải ra ngoài ánh sáng rồi nhìn lại thấy ánh sáng thấy mặt trời. Chứ ở trong phòng này Hân Trần thấy giống như bốn bức tường là giống như là ở trong trại. Phải không mọi người? Hân Trần nói gì vậy? Có sai sót mà mọi người cũng thông cảm. Bỏ qua anh em với chuyện vui mà đâu có gì đâu. Lại cơm nước rồi đàng hoàng. Này có nồi thịt kho đó. Vậy chứ nè, nói cho tí nghe nha. Khi mà mình sống một mình, đúng không? Thì bây giờ cũng cố gắng là dọn dẹp cho nó sạch sẽ. Thì mình dắt bạn gái về hay gì, mình dắt người yêu về, nó nhìn vô nó cũng đánh giá rồi nó mới yêu mình. Còn không vô có con nào thương lắm thì vô nó dọn giùm thì không nói, còn con nào nó vô nó đánh giá cái nó thấy mình vậy cái nó xa ra luôn. Chia tay. Còn em nào thương á thì vô rồi dọn luôn, mà cái đó là cũng hiếm lắm, xã hội bây giờ khó lắm. Khó cái người nào mà con gái cái vô nhìn thấy tụi anh ở gì sao tội nghiệp anh quá. Thôi để em dọn cho nó sạch sẽ. Trời ơi, hạnh phúc. Nó mừng thấm luôn á. Chuyện thôi chắc cũng khó lắm. Khó. Cũng có chứ không hay không? Có chứ. Cũng có ông bục giữa cái hiện tại này chứ không phải là không. Rồi không dài là không chạy xe ở nhà. Rồi chuẩn bị là 1-2 ngày nữa là ra chạy xe phải không? Phải ra xe. Không anh. Kỳ này kia sẽ chạy sớm hơn, tối chạy sáng cho nó khỏe, chứ không chạy đêm giống như hồi đó. Ừ, thì em chạy ban ngày á. Đúng rồi. Chạy xe đêm, mở áp rồi chạy ban ngày. Chạy mất sức của ban đêm. Chở khách hay là chở đồ ăn? Chở khách giao hàng.
không có chạy đâu ăn bị bơm hoài. Sao à, giao hàng hả? Giao hàng cũng bơm vậy? Giao hàng mà đâu có ứng tiền đâu mà bơm à. Chừng nào mình ứng tiền mới bơm chứ không ứng tiền sao bơm, cứ mình nghĩ y hoài như người ta tốt. Bữa nó cũng bơm một cái sợ. Ê, nhưng mà nếu mà nói về chạy app là chạy khách, chạy giao hàng với lại chạy đồ ăn, cái nào chạy ngon nhất kiếm tiền hả? Nếu kiếm tiền thì chạy chở khách với lại giao hàng ngon hơn, tại vì giao ăn rẻ rời anh ơi. Chạy ăn thì tính chủ yếu là tính thưởng thôi chứ đâu có nhiều tiền đâu, đơn có mấy ngàn nó rẻ nhất á. Mà được tính điện thiện thưởng cao, nhưng mà ai chạy thưởng người ta mới chạy food. Còn như em chạy kiếm tiền mà chạy food chứ. Thật sự nói cái nghề xe ráp mà công nghệ á, từ lúc mà nó mở ra thì cái người lao động tự do á, thì cũng đỡ lắm mọi người. Ví dụ như người ta đi học đi làm thì người ta cũng có thể làm thêm. Sinh viên cũng chạy được nữa. Còn viên tí ví dụ như làm, nếu mà chịu khó làm thì một ngày kiếm cũng được mấy xì, mấy xì. Hai ba xì, bóng xì. Tiền nhà 2 triệu. 2 triệu rồi tiền ăn uống nữa cho 2,5 triệu đi. 2,5 triệu đi. Còn như là mình ăn thôi. Thì ăn uống rồi thêm 3 triệu nữa đi. Là 5,5 triệu, phải 6 triệu là cái giá tối thiểu rồi. Là mình phải chạy 7-8 triệu mới có tiền này. Nếu mà chục triệu phải 300 thì cũng 300 ngày là mới được. Ok, cũng gán chạy 300 á. 300 là ngày là đủ cuộc sống, của ở nhà thuê đó. Mà xui hơi hư xe cái hơi lỗ rồi đó. Lúp húp luôn á. Ngày nào hư xe là có nghĩa là 3 ngày nhịn đói. Đúng rồi. Tại vì xe mỗi lần sửa đâu có gì giá bèo đâu. Đụng tới gì cái sành sành chứ không chứ đâu có là năm sĩ là bèo, năm sĩ là bèo, bữa vắng ốc có xíu 350. Đó, cái cuộc sống của anh Serap là như vậy á. Chạy xe thì bóp bên, ngày nào vô mánh thì được mấy sĩ. Rồi nếu mà chạy Grab mà cao nhất là ngày xưa đến giờ chạy Grab cao nhất là bao nhiêu? Sáu sĩ mấy, bảy sĩ à? Sáu sĩ. Có bữa đó là giống như ngày lễ hay ngày gì á, em nhớ như ngày lễ á. Thì tại nó nghỉ nhiều á, mình chạy thì nó đơn nhiều hơn. Còn mà bình là chắc ngày kiếm 2 sĩ thôi hay sao? 2 sĩ 3 sĩ được. 2 sĩ. Tại đó thôi. 2 sĩ là lỗ vốn đó, 2 sĩ là tháng 6 triệu là mới đủ chi phí à? Phải gồng thêm tiếp á. Phải 3 sĩ. 3 sĩ là thấy cuộc sống nó bắt đầu nó lỡ xíu là nó cũng quề cân bằng. Còn 2 sĩ là lỗ vốn rồi đó. Thanh niên mà giờ 2-3 sĩ xài được đúng không? Thôi chúc tí dồi dào sức khỏe ha, mau sớm là chạy xe lại. Rồi cuộc sống ổn định. Cảm ơn chị thân quen Việt Kiều Vũ Tên lắm. Chúc chị dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Tiếng bye bye.